này thiện hiện đại Bồ Tát ấy bấy giờ thành tựu tất cả pháp phần Bồ Đề, cho đến chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, đối với các công đức chẳng hề suy giảm. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy tu hành sâu sắc phát nhã ba la mật đa, vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ cho nên trong từng sát na, bạch pháp tăng trưởng, các căn lanh lợi vượt qua tất cả thanh văn độc giác lại nữa thiện hiện hoặc đại bồ tát thường nghĩ thế này các loại hữu tình ở trong đêm dài tâm họ thường bị bốn món đảo làm điên đảo đó là thường tâm điên đảo kiến điên đảo hoặc tưởng điên đảo lạc tâm điên đảo kiến điên đảo hoặc tưởng điên đảo ngã tâm điên đảo kiến điên đảo hoặc tưởng điên đảo tịnh tâm điên đảo kiến điên đảo tưởng điên đảo ta vì các hữu tình như vậy nên hướng đến quả vị giác ngộ tu các hạnh đại bồ tát khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột vì các hữu tình nói pháp không điên đảo nói sanh tử là vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh chỉ có niết bàn là tịch tịnh vi diệu đầy đủ các loại công đức chân thật thường lạc ngã tịnh này thiện hiện đại Bồ Tát ấy thành tựu niệm này, tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, vì dùng phương tiện thiện xảo nhiếp thọ nên đối mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, nếu chưa viên mãn thì chẳng bao giờ nhập thắng định của Như Lai. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy bấy giờ tuy tu tập pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện nhập xuất tự tại, nhưng đối với thật tế chưa chứng đắc ngay cho đến quả vị giác ngộ cao tột, vì công đức tu hành chưa hoàn toàn viên mãn nên chẳng chứng đắc thật tế và các công đức khác, khi cầu chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mới chứng đắc. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy bấy giờ tuy đối với các công đức khác tu chưa viên mãn nhưng đối với pháp môn tam ma địa vô nguyện tu đã viên mãn